Đỏ cả nhà ơi, cặp luôn nha. Buffet. Con. Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay là hai anh em sang đi thả lưới nha cả nhà. Đó, hôm nay là sang đi với anh Hai nha. Tại vì hồi nãy bữa nay anh Hai là đi có mình cho nên sang theo bữa tiếp rồi quay cho cả nhà xem. Hồi nãy cả nhà là giờ này cũng là nước lớn rồi nha. Bữa hồi nãy cả nhà là bữa trên bến xuồng đó. Bữa trôi xuống tới đây nè. À, nước lớn rồi, đứng nước rồi. Bây giờ làm đậu ở đây, lát mình cuốn đó, là lên đó, chiều nước dòng lên là mình được bủa thêm nữa ngay cả nhà. Tại vì đi chưa có khỏi cây tỳ. Nó cái tỳ là ngay chỗ bì dưới đó. Ta, mình đi chưa khỏi tỳ là giác chiều nước dòng lên là mình được bủa lại nữa, được bủa sớm lên nữa. Hồi nãy là hai anh em sang có bủa vô bên xuồng đó nha, là dính được một con nha. Đâm chạy từ từ luôn mà nãy giờ là dính rồi. Mà nãy giờ sang hai anh em chưa có bắt. Đợi một lát nước đứng nước cho nước hết chảy rồi mình bắt, phân ra bắt. Rồi, buổi sáng sang xin chúc cả nhà có một buổi sáng thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc nhiều hơn nha. Xuồng của Sang thì đằng đó nha cả nhà. Hồi nãy là hai anh em Sang thả bằng đêm là được hai con cá cóc. Dưới ban ngày hôm qua nữa là ba con. Còn trên đó đậu tài bủa với chiều cả nhà là 9-10 chiếc nữa nha. Chắc chiều nay thì hai anh em Sang bủa thì chắc cũng có tới chiều tối mới có bủa lưới được nha. Bây giờ đợi hai anh em sang đợi đứng nước rồi phân và bắt cá nha, rồi sẽ quay cho cả nhà xem. Anh em sang kéo lưới cả nhà ơi. Dính một lao nãy giờ. Vậy sao? Trời ơi, trời điện tao. Mấy giờ lương có mồi đâu ăn. Dạ tao gỡ con phi bỏ nó bắt làm này. Ô vậy một điện tao ô quay. Bây giờ cầm lưới bốn phân đóng vòng đâu có dính cá đâu. Bị mới đã chứ. Bảy con rồi đâu có căng. Đã luôn. Bán lẻ sạch hết. Rồi sao mà thẩm có căng không? Căng bỏ căng bán lẻ không có căng đâu hết đâu, thôi gác để bán lẻ luôn. Không mà thẩm căng cá gì nhiều. Cái gì? Thẩm. À biết đâu. Nhiều con cá không được, bán không được đang bán luôn. Không. Quán cho nhỏ đó. Bán không. Bán cái gì vậy? Sủ. Mấy con nữa hả? Đập rồi. Đập quá cái chèo tùng coi. Đập quá. Ơ dính nữa, còn con thiệt có ba. Chưa. Chạy xả. Nó chạy cái giật đó. Quá nào. Đưa rồi. À dạ, bà chồng mở rồi. Con anh em. Lao gì kìa. Cái gì? Đó ép. Bánh đi. Rồi, anh em ơi. Ê, muốn đi rồi, chập.
con kia luôn. Đó, ép ép nha. Đi mày. Chết. Quá lâu mới gặp. Rồi sao mà đem vô? Mấy giật. Đây đứa đầu đây. Ồ, ác cả nhà. Quá đã luôn. Cái dắt nó không đi được à. Ừ. Vô đi. Vô. À, mẹ giả 2 con 4 kg. Con mấy. Vô lên bữa nữa biết dính nữa không à. Mẹ dính cá giờ nào. Trời đó dắt nó 4 giờ mấy mà không đi. Dạ, thấy con. Cá cả nhà luôn. Còn dữ vậy. Con nữa hả? Ờ lại được 2 con nè. Đó, 2 con luôn, vô vô rồi. Nấu đồng gì đã này. Đó. Đó cả nhà ơi. Bố phê. Kỳ dữ. Thấy không? Thấy. Vô bánh. Thôi lên đi ăn. Đó nè, chị muốn lọt luôn luôn nè. Tóc nữa nha. Vô vô à. Đồ đục. Thank you.
dưới nữa kìa. Vàng không? Rồi cả nhà, giờ là hai anh em Sang cũng mới vừa kéo lưới xong luôn nha. Là hai anh em Sang bổ xuống tại nhất đó cả nhà, là xuống dưới này nè, là được ba con luôn nha. Có chỗ đó là dính hai con nguyên chùm luôn, thấy ham luôn. Ba con dính gần kế bên luôn cả nhà. Dính hai con xong ăn lát nó dính con. Quá đã luôn cả nhà, cừ đục chứ nè. Đó, cá cốc không luôn. Ba con nó với con cá này dính sáng nha cả nhà. Sáng bữa sớm á, mình đi nước lớn á, còn nằm trong tì là được bữa lợi nha. Đó, vô mánh luôn cả nhà ơi. Khừ đục. Ba con này chắc cỡ khoảng vài trăm ngàn. Đó cả nhà ơi, cá cốc này ngon ghê không? Ú quay luôn, chà ngẻo. Cốc này kho lạng thì ngon lắm nha, kho lạng thôi nấu chua được cả nhà, ăn ngon, kho khóm đó, quá đã luôn cả nhà. Bây giờ là cá này cả nhà, là Sang chỉ đi theo anh hai Sang bổ tiếp rồi quay cho cả nhà xem thôi, chứ không có quay cái khúc mà đi bắn cá luôn nha cả nhà. Đó, bông bà thì sao cũng mới vừa dính cá nha cả nhà, mới vừa gỡ rồi đem vô. Cá này cả nhà, là Sang chỉ đi theo nay Sang thả bủa tiếp rồi phân rồi quay cho cả nhà xem thôi nha, chứ không có quay lúc bán cho cả nhà xem được. Có của Sang á, của hai anh em Sang đi thả thì quay mới được. Rồi bây giờ là Sang cũng xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà buổi chiều thật là vui vẻ và xem clip vui vẻ nha cả nhà. Đừng quên cho Sang xin một like, một lượt đăng ký kênh nha, để ủng hộ cho mấy anh em Sang có nhiều động lực ra nhiều video cho cả nhà xem.